Xin chào toàn thể quý vị, các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đình Audio. Hôm nay thì tiếp tục Sơn Đình lại về tiếp những con âm ly hàng rất là hiếm để phục vụ anh em phối ghép với những cặp loa nhà mình. Và mình cũng đã ghi chi tiết giá cả cũng như thông số rồi. Thì sau đây Sơn Đình sẽ đi chi tiết từ trái sang phải để anh em được nắm rõ về các cái model của nó cũng như giá tiền. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của Sơn Đình trên bài. Mình sẽ đi từ bên trái trước. Đầu tiên thì mình muốn giới thiệu đến anh em về cái đầu cassette của Pioneer. Thì dòng này nó hiếm ở cái nó anh em nhìn nó cũng gần Equine này. Tức là cassette liền Equalizer. Model của nó là CTZ99. Máy hàng chất bãi đẹp xuất sắc. Nó dày như một chiếc âm ly và cái độ sâu của nó cũng vậy. Máy rất là nặng và chất. Size của nó là size 42 và chiều sâu của nó đến gần 40. Nó nặng như âm ly luôn, vỉ thì kín máy. Mình bán ở đây mang tính chất là bán equalizer chứ không phải là bán để chạy cassette, tại vì mình đã test qua cassette thì đang bị trùng dây cu loa, nên anh em muốn hoạt động tốt cả cassette thì nên về thay dây cu loa vào, vì tầm giờ cuối năm rồi thì cũng rất là bận nên cũng không có thời gian để thay cho anh em được, nên mình bán mang tính chất là equalizer của Pioneer CTZ99. Số định bán với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng. Dòng này thì lọc nhạc rất là hay. Đầu tiên là phím bật tắt nguồn. Và đây là các cần chỉnh, cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cần chỉnh equalizer. Và đây là phần tắt bật equalizer. Anh em nhìn nó có đèn đây. Và đằng sau nó chỉ có một đường vào và một đường ra thôi. Lọc tiếng rất là sạch. Nâng tiếng chỉnh bass jack rất là tốt. Và có hai cái đèn tia này. Khi anh em gạt cần này lên. Thì đây nó là cần volume to nhỏ trên cassette. Để cho tín hiệu to nhỏ được luôn. Đấy, phần đèn tia đấy ạ. Khi có tín hiệu vào thì đèn tia nó sẽ nháy. Hai cassette này thực chất ra mình để cái phần đầu từ của nó rất là đẹp. Nhưng mà về vì cái hàng bãi này thì anh em cũng biết rồi, muốn nó chạy tốt thì nên thay dây cu loa đi thì nó hoạt động hoàn hảo được. Đầu từ rất là mới. Equalizer của Pioneer CTZ99 số định bán với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng. Lưng bắt chắc rất là tốt. Tiếp theo là một cái dòng rất là hiếm và lạ, đó là âm ly đài của Victor. Nó sở hữu cái size của nó là size 50, rất là rộng. Nó bắt được ba cái giải đài, đó là AM, FM và có bắt cả TV. Giải tần của nó là hàng nội địa nên tần số của nó chỉ có 90 Hz. Và dòng này thì chạy 4 xòe than nhí nên tiếng của nó cực kỳ là sạch và chi tiết. Hiện tại thì Xuân Đỉnh đang ghép thử với một cặp Onkyo Bass 34 đây. Nhưng tiếng của nó rất là hay, mặc dù dòng này thì nó là dòng xuất âm tụ. Tiếng của nó thì cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết. Toàn bộ là mặt phay nhôm, vỏ gỗ màu vàng đẹp xuất sắc. Hoạt động tốt, không có lỗi lầm gì cả. Thì âm ly Victor 4 trách, âm ly đài, Xuân Đỉnh bán với giá là 3 triệu 200 nghìn đồng. Dòng này thì rất thích hợp với những bác nào mà chơi đồ cổ hay những cặp loa cổ, loa toàn giải thì đánh những dòng này thì rất là hay. Tiếng cực kỳ là mềm mại và chi tiết. Hình thức là đẹp xuất sắc. Không có xước sát cái gì cả. Tiếp theo thì sang bên phải của chúng ta đây thì không có 4 cân âm ly. Thì những cái dòng này là những dòng âm ly quen thuộc nhưng ngược lại là cũng rất ít có. Như Kenwood KA5700, Xuân Đỉnh bán với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng. Dòng này là dòng hàng Nhật xuất cho thị trường của châu Âu, nên nó có cả điện 100, 220, rất là tiện dùng, không cần phải qua đổi nguồn. Đầu tiên là cần gạt tắt bật nguồn, có đánh hai cầu AB, chỉnh bass jack trực tiếp trên máy, hai đèn vu, khi có tín hiệu vào thì đèn vu sẽ nháy. Volume tổng, ba lăng, và đây là các kênh cầu chuyển cho anh em kết nối thiết bị bên ngoài qua TV, điện thoại, máy tính. Dòng này thì chạy 4 xòe than, xanh đen, 2 vít, nên tiếng của nó rất là khỏe và chất. Đánh tốt những cặp loa bass 20 năm luôn. Âm ly Kenwood KA5700 Sơn Đình bán với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng. Mặt vải nhôm đẹp xuất sắc. Tiếp theo là một cái model cũng khá là hiếm đấy. Đây là âm ly của Pioneer. Âm ly đài SX2020. Dòng này mà anh em đã từng chơi những dòng 2030 hay 2050 thì đều biết rõ. Những con này thì rất là ít. Hàng nội địa của Nhật. Chạy 4 xòe than xanh đen. 2 vít. Đánh hai nguồn riêng biệt. Chỉnh bass jack trực tiếp trên máy, đánh hai cầu AB, bass jack, loudness, volume, ba lăng ở bên trong.
Và những cái dòng này thì đều có đài, và đài thì nó là hàng nội địa nên của nó chỉ bắt được 90 Hz, và mình đã thử đài hoạt động hoàn hảo hết. Dòng này thường gọi là nhỏ một cái võ đấy, tất cả các cái núm này là núm phay tiện đây chứ không phải là xước sát gì đâu. Nếu như anh em chơi những cái dòng 2030, 2050 thì sẽ biết những dòng này. Amply Pioneer đài SX2020 Xuân Đỉnh bán với giá là 3.200.000 đồng, bé hạt tiêu, đánh tốt những cặp là bát 30 luôn. Volume của nó thì cực kỳ là nhạy, giải tần của nó thì từ giải loa của nó đánh từ 4 ohm trở lên nên rất dễ ghép đồ, hình thức đẹp xuất sắc. Tiếp theo đó là một Omni Kenwood, model của nó là KA3020, máy hàng chất bãi đẹp xuất sắc, hàng nội địa của Nhật. Thì Omni Kenwood này Xuân Đỉnh bán với giá là 2 triệu đồng, đánh hai cầu AB, có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, tăng super bass, đây là ba lăng và đây là các cầu kết nối các thiết bị bên ngoài cho anh em kết nối qua TV, điện thoại, máy tính. Dòng này đánh được hai cầu loa luôn nên anh em chơi rất tốt những cặp loa bass 20 năm trở lại, tiếng rất là hay vì dòng này cũng chạy 4 xò than. Và cuối cùng đó là một con âm ly surround, tức là nó hỗ trợ đường surround nhưng nó chính vẫn là hai kênh. Của model của nó là AV450, dòng này thì chạy 4 xò than, máy cũng rất là khỏe, công suất của nó như 160 W, chỉnh bass check trực tiếp trên máy, mặt phay nhôm màu đen, ba lăng volume. Dòng này thì tiếng khá là tốt trong cái tầm tiền. Thì âm đi Sony AV450 Xuân Đỉnh bán với giá là 1.800.000 đồng, đánh tốt những cặp loa bass 25 luôn. Dòng này thì nó chỉ đánh được một đôi thôi chứ không phải đánh hai đôi. Tổng quan chi tiết về những con âm ly cũng như giá cả và thông số của nó thì Xuân Đình đều nói rõ để anh em được biết rồi. Chi tiết sản phẩm và anh em có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của Xuân Đình trên bài là 0395 727 582. Địa chỉ là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, gần Bệnh viện E Trung ương. Rất mong được toàn thể quý vị xa gần đến trực tiếp để xem test với những cái sản phẩm này. Và đặc biệt hơn nữa là anh em có nhu cầu mua thì nên gọi trực tiếp, đừng in inbox hay nhắn tin, tại vì Xuân Đỉnh làm một mình nên cũng thời gian rất là hạn chế nên cũng không để ý được những cái dòng tin nhắn của anh em đâu, nên anh em nào mà thấy mình không trả lời thì mong anh em thông cảm. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, xin chào.